Chào mừng quý vị và các em học sinh đến với kênh học online, kênh học tập dành cho các em học sinh tiểu học và chia sẻ những thủ thuật dạy học dành cho giáo viên và quý bậc phụ huynh. Các em học sinh thân mến, trong tiết tập làm văn trước đã giúp các em biết viết về các đoạn văn tả lá, thân, gốc của cái cây mà mình yêu thích. Trong tiết học ngày hôm nay, tuần 23 bài 45, luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, trang 50 sẽ giúp các em biết cách tả các bộ phận hoa và quả của cây. Vậy thì để tả được các bộ phận hoa và quả của cây thì chúng ta cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Thầy mời các em. Các em thân mến, để tìm hiểu được cái cách tả về hoa và quả của cây thì chúng ta cùng đi tìm hiểu một số bài văn miêu tả về hoa và quả dưới đây và đưa ra nhận xét về cách miêu tả của tác giả. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bài tả hoa, đó là hoa sầu đâu. Đây là hình ảnh về hoa sầu đâu đấy các em ạ. Hoa sầu đâu hay còn gọi là cây xoan hay là cây thầu đâu hay là cây sầu đông là một cây thân mộc, hoa thường chùm màu tím nhạt và có hương thơm. Trái thì có màu lục đều đặn như trái ô liu. Người ta thường dùng cái chữ khuôn mặt trái xoan để chỉ những khuôn mặt thon và đều đặn. Và cái lúc trái xoan chín thì không có rụng mà đổi màu dần vào vàng nhạt đến nâu sậm cho đến lúc khô. Và gió thì cũng có thể rụng đấy các em ạ. Và cây xoan đào thì cao có thể đến 10 mét và được trồng ở rất là nhiều ở vùng Bắc Bộ cũng như là ở miền Tây Nam Bộ. Cây xoan đào thì theo như một số bài viết thì người ta nói là có thể là làm thuốc được. Tuy nhiên thì cách làm thuốc như thế nào thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng và có sự hướng dẫn của bác sĩ nhé. Và nếu có thời gian thì các em hãy tìm hiểu thêm về cái cây xoan đào này ở trên các phương tiện thông tin như là Google hoặc là những người lớn tuổi hoặc là trên các báo đài hoặc là những sách khoa học. Còn bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem tác giả đã miêu tả cái bài hoa sầu đâu này như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài hoa sầu đâu đấy nhé. Hoa sầu đâu. Vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng. Mát mẻ hơn cả hương cau mà dịu dàng có khi còn hơn cả mùi thơm hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu già mà người nông phu hái về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng sâm sấm nước đưa lên. Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến người ta cảm thấy như ngây ngất, như say một thứ men gì. Theo Vũ Bằng. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong yêu cầu thứ nhất, đó là đọc cái bài hoa sầu đâu. Thế thì bây giờ các em hãy xem tác giả đã miêu tả cái bài hoa sầu đâu này có gì đặc biệt. Thế thì để các em có thể tiện trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy tìm hiểu cái cách miêu tả của tác giả theo trình tự như sau đây các em. Thứ nhất đó là cái cách tả. Thế thì chúng ta biết rằng là có hai cái cách tả cơ bản, đó là tả từng bộ phận và tả từng thời kỳ. Và trong cái bài văn này thì tác giả đã dùng những thủ thuật như là hình ảnh so sánh hay là hình ảnh nhân hóa nào. Thì bây giờ thầy mời các em chúng ta hãy tạm dừng video để hoàn thành cái câu trả lời của mình. Sau khi làm xong, thầy mời các em chúng ta mở video lên để kiểm tra kết quả. Bây giờ, thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Đối với bài hoa sầu đâu này, thì cách tả của tác giả thì tả như thế nào? Chúng ta cùng xem tóm tắt những cái nội dung mà tác giả miêu tả để chúng ta nhận biết được cái cách tả của tác giả theo trình tự như thế nào. Thế thì bài này thì tác giả đã tả cả chùm hoa, không tả từng bông hoa vì hoa sầu đâu nhỏ mọc thành từng chùm. Và tác giả tả một cái đặc điểm nữa, đó là mùi thơm đặc biệt của hoa. Như vậy, dựa vào cái trình tự tả như thế này thì chúng ta có thể khẳng định được rằng là tác giả đã tả từng bộ phận của cây hoa sầu đâu. Và để cho bài văn này sinh động thì tác giả đã sử dụng những thủ thuật, đó là những hình ảnh so sánh hay là hình ảnh nhân hóa. Trong bài này thì để cho bài văn hấp dẫn và lôi cuốn thì tác giả đã dùng hình ảnh so sánh.
Hình ảnh so sánh ở đây đó là tác giả đã mô tả cái hoa này nó nở như cười, bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến cho người ta cảm thấy như ngây ngất, như say một thứ men gì. Thế còn đối với mùi thơm thì tác giả so sánh như thế nào? Đối với mùi thơm của hoa sầu đâu thì tác giả lại so sánh nó mát mẻ hơn cả hương cau, dịu hơn cả hương hoa mộc. Cái mùi thơm huyền diệu đó nó hòa với hương vị đồng quê. Như vậy là chúng ta thấy tác giả tả hoa sầu đâu này và cái mùi thơm đặc biệt của hoa sầu đâu. Hai cái hình ảnh này thì tác giả đều có hai cái sự so sánh. Đối với hoa thì tác giả so sánh cách nở hoa nó như là một nụ cười rất dễ thương, rất là khiến cho người ta phải ngây ngất. Còn cái mùi thơm thì tác giả cũng có được những hình ảnh so sánh làm cho người ta phải nhớ đến cái mùi thơm của hoa sầu đâu. Còn hình ảnh nhân hóa thì trong cái bài hoa sầu đâu này thì tác giả không sử dụng đến. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về cái cách miêu tả về hoa. Thế còn cái cách miêu tả về quả thì như thế nào? Thì mời các em chúng ta cùng đi tìm hiểu cái nội dung tiếp theo. Các em thân mến, đây là bài tả quả và quả cà chua. Đây thì quả cà chua thì có lẽ là không lạ gì với chúng ta rồi đúng không nào? Rất là nhiều bạn biết về quả cà chua và nhiều bạn thì gia đình còn trồng cái cây cà chua này vừa làm cảnh nhưng cũng vừa làm thực phẩm trong gia đình nữa, phải không nào? Thế thì bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem cái cách miêu tả của tác giả trong cái bài tả quả này thì tác giả đã tả như thế nào. Quả cà chua, đêm huyền diệu đã rủ hoa cà chua lặn theo vòng thời gian chuyển vần, hòa biến đi để cây tạo ra những chùm quả nõn chung màu với cây, với lá. Cà chua ra quả, sum xê, chi chít, quả lớn, quả bé, vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Quả một, quả chùm, quả sinh đôi, quả chùm ba, quả chùm bốn. Quả ở thân, quả leo nghịch ngợm lên ngọn làm óe cả những nhánh to nhất. Nắng đến tạo vị thơm mát dịu dần trong quả. Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ huyền diệu. Cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây nhỏ bé, gọi người đến hái. Màu đỏ là màu nhận ra sớm nhất, những quả cà chua đầu mùa gieo sự náo nức cho mọi người. Các em thân mến, như vậy chúng ta cũng vừa đọc xong cái bài quả cà chua. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem cái cách mà tác giả đã mô tả cái bài văn này như thế nào. Các em thân mến, cũng giống như cái bài tả hoa, các em hãy tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong, thầy mời các em chúng ta mở video lên để kiểm tra kết quả. Bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Về cái bài quả cà chua này thì cái cách tả của tác giả đó là tác giả đã tả như sau các em ạ. Tác giả tả cây cà chua từ khi hoa rụng đến khi kết quả, từ khi quả còn xanh cho đến khi quả chín. Như vậy, nhìn vào cách tả này thì chúng ta đã biết là tác giả tả từng thời kỳ phát triển của quả cà chua. Và trong cái bài miêu tả quả cà chua này thì tác giả đã sử dụng những cái thủ thuật so sánh hay là nhân hóa như thế nào? Đối với cái thủ thuật sử dụng hình ảnh so sánh, tác giả đã so sánh đó là quả cà chua sum xê chi chít với quả lớn, quả bé, vui mắt như đàn gà mẹ đông con, hay là mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền dịu. Thế còn hình ảnh nhân hóa thì tác giả đã sử dụng cái hình ảnh những quả cà chua như là những đứa trẻ, đúng không nào? Quả leo nghịch ngợm lên ngọn, quả cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây gọi người đến hái. Đấy là những hình ảnh nhân hóa mà tác giả đã sử dụng. Và các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu được là cái cách mà tác giả đã miêu tả trong cái bài tả quả này như thế nào. Thế thì qua hai cái ví dụ về tả hoa và tả quả, thế thì tả từng bộ phận là tả hoa, tả quả thì cụ thể nó là như thế nào? Thế thì thầy mời các em chúng ta sang một cái phần nhận xét về hai ví dụ này nhé. Các em ạ, để tả từng bộ phận của cây theo trình tự thì chúng ta thấy rằng là qua hai cái ví dụ 1 và ví dụ 2, đó là chúng ta có hai cái cách tả, đó là tả từng bộ phận và tả từng thời kỳ phát triển. Có bạn thắc mắc là thưa thầy đã tả từng bộ phận của cây rồi, còn tả từng bộ phận là như thế nào? Các em ạ, ví dụ như hoa là một bộ phận của cây này, lá là một bộ phận của cây này, cành là một bộ phận của cây này, rễ là một bộ phận của cây, đúng chưa nào?
Thế thì bây giờ chúng ta tả từng bộ phận, là ví dụ như hoa chẳng hạn. Thế thì tả từng bộ phận của hoa thì tả những cái bộ phận nào? À, chúng ta có thể tả hình dáng, đúng chưa nào? Tả màu sắc, tả cánh hoa, tả đài hoa, tả nhị hoa, tả cuống hoa. Đấy, đó là từng bộ phận của bộ phận này các em ạ. Thế còn tả từng thời kỳ phát triển. Thế thì cây có từng thời kỳ phát triển như là lúc mới trồng, rồi sau một thời gian trồng, rồi đến khi nó lớn, nó phát triển, nó đơm hoa, nó kết trái. Thế thì còn từng bộ phận thì theo thời kỳ phát triển thì như thế nào? À, như trong bài thì chúng ta thấy, ví dụ như cây hoa từ khi hoa mới ra này, rồi mới nhú cho đến khi hoa thành nụ này, rồi hoa nở ra này, đúng không nào? Còn quả cũng vậy, từ khi quả mới ra, rồi đến khi quả xanh, quả chín. Đấy, đấy là từng thời kỳ phát triển. Ngoài ra thì để miêu tả từng bộ phận của cây nó được hấp dẫn sinh động hơn thì chúng ta phải sử dụng nhiều cái thủ thuật như là nhân hóa hay là so sánh một cách hợp lý. À, các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cái cách miêu tả từng bộ phận của hoa, của quả. Trong bài hôm trước thì có nhiều bạn đã nói cho thầy là em chưa được hiểu cụ thể lắm. Thì qua cái bài hôm nay thì thầy hy vọng rằng chúng ta đã có thể hiểu hơn về cái cấu trúc của một cái cách miêu tả từng bộ phận của cây. Thế thì các em đã nắm được cái cách miêu tả này rồi. Thì bây giờ thầy mời các em chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là phần bài tập thực hành. Thầy mời các em. Yêu cầu trong phần thực hành dành cho chúng ta đó là viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em thích. Và để các em có thể viết tốt được cái bài văn này thì thầy có một vài cái gợi ý cho các em như sau. Đó là đầu tiên chúng ta phải xác định rằng là chúng ta thích cái loài hoa hay là một thứ quả nào. Sau khi chúng ta biết rằng là chúng ta thích cái loài hoa đấy thì chắc chắn là những cái hiểu biết của chúng ta về cái loài hoa hay loài quả đấy sẽ nhiều hơn. Sau khi chọn được đề tài rồi thì chúng ta sẽ xác định cái cách mà chúng ta sẽ miêu tả theo cái trình tự nào. Là em sẽ tả theo trình tự là tả từng bộ phận của hoa, của quả hay là tả từng thời kỳ phát triển của hoa, của quả. Và nếu tả từng bộ phận của hoa hay quả thì chúng ta cần nêu những đặc điểm nổi bật của cái bộ phận mà chúng ta cần miêu tả đấy các em ạ. Và trong quá trình miêu tả thì chúng ta nên kết hợp những hình ảnh nhân hóa hoặc là so sánh để cho bài văn của chúng ta sinh động hơn. Còn tả từng thời kỳ thì chúng ta hãy xem là thứ hoa hay là loài quả này nó phát triển như thế nào để chúng ta có thể miêu tả các em nhé. Thì ngoài cái gợi ý này ra thì thầy có một cái bài văn để các em có thể tham khảo để làm cho bài viết của mình hay hơn. Và bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng đọc cái bài văn miêu tả này nhé. Các em thân mến, đây là bài văn bông hồng. Các em hãy tự đọc bài văn này nhé. Thầy mời các em. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái bài học ngày hôm nay. Và như thường lệ, vào cuối mỗi buổi học, thầy luôn muốn chúc các em có một sức khỏe thật tốt, tích cực rèn luyện thân thể, tự giác giúp đỡ bố mẹ bằng những công việc vừa sức và có nhiều hoạt động giúp đỡ những người xung quanh. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Chào các em.